Sau nhiều năm bị Israel phong tỏa và cấm vận kinh tế, thì cuộc sống của người dân tại dải Gaza càng lâm vào cảnh khó khăn, khiến một bộ phận không nhỏ những người trẻ phải bỏ học tìm việc làm. Dân số của dải Gaza hiện có khoảng 1,8 triệu người. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất của cơ quan cứu trợ và hoạt động của Liên Hiệp Quốc đối với những người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông, hiện đã có đến hơn 80% dân số khu vực này đang phải đối mặt với khó khăn kinh tế và chỉ có thể sống nhờ vào viện trợ tài chính. Đây là một trong những nguyên nhân khiến không ít nhiều trẻ em phải bỏ học để lao động kiếm sống trên những khu đường phố. Chỉ mới 15 tuổi nhưng cậu bé Mohammad đã có hơn 10 năm kinh nghiệm kiếm sống tại khu chợ thuộc dải Gaza với thu nhập chỉ khoảng 1,3 đô la Mỹ mỗi ngày. Em rất muốn đến trường nhưng gia đình em không đủ điều kiện để cho em đi học. Bây giờ điều em muốn làm duy nhất là kiếm tiền. Đó là cách duy nhất để chúng em có thể sống được ở đây. Việc nhiều trẻ em bỏ học để kiếm sống dường như trở thành hiện tượng tại dải Gaza trong nhiều năm trở lại đây, khiến nhiều người tại khu vực này không khỏi quan ngại. Ngành xuất khẩu của dải Gaza đã đình trệ trong thời gian qua và nếu tiếp tục bị cấm vận, kinh tế khu vực sẽ còn chứng kiến rất nhiều trẻ em phải bỏ học để kiếm sống trong thời gian tới.